tập nhìn bằng con mắt vô tướng. Người ta thường nói, sống chết là một cặp từ đối đãi nhau. Vậy thật sự có phải như thế không? Nếu ta nhìn sâu vào một xác chết động vật hay một đống lá mục, ta vẫn thấy sự sống đang biểu hiện ở một hình thái khác. Trong cái xác đang phân hủy, cũng đang hiện hữu vô số hình thái sống của những sinh thể khác để vận hành sự chuyển hóa đó. Trong đống lá mục đang phân hủy, cũng chứa đựng vô số hình thái sống để quá trình chuyển hóa của những chiếc lá được vận hành. Rõ ràng, đối lại với sự sống không phải là chết, mà là một sự sống khác đang được tiếp nối và hình thành. Vì chết trong tâm trí ta gắn với khái niệm là không còn nữa, chấm dứt hẳn hoặc biến mất. Nhưng trên đời này không có cái gì biến mất cả. Không có gì từ đó, từ có mà trở thành không còn gì. Điều mà xưa nay ta gọi là chết, thật ra là sự chuyển hóa. Nếu vạn vật là sự chuyển hóa, thì hình dạng chân thật của vạn vật phải là vô tướng. Vì vạn vật vô tướng, nên nếu chúng ta muốn nhìn ra một hình thái này, chấm dứt để hình thái khác được tiếp nối, thì ta phải dùng con mắt vô tướng mới thấy được. Nếu có con mắt vô tướng để nhìn vạn hữu, thì ta sẽ vượt thoát được ý niệm của sống và chết một cách dễ dàng và chứng nhập được thể tánh vô sinh bất diệt. Con mắt vô tướng sẽ thấy được bản thể vô sanh bất diệt, còn con mắt hữu tướng thì chỉ có thể thấy được cái sanh diệt mà thôi. Khi ta thật sự có con mắt vô tướng rồi, thì ta không còn khổ nhiều khi phải chứng kiến những người thân yêu chuyển hóa có một hình thái sống mới. Còn không thì ta sẽ thấy họ không còn nữa. Chính vì tri giác sai lầm do con mắt hữu tướng đem lại, nên ta rất khổ đau vì người thân ta ra đi, vì người thân ta không còn đó trong hình hài ta vẫn quen thuộc. Và khi đó, với ta, thật sự là mất mát lớn. Do đó, trong đời sống hàng ngày, ta phải tập nhìn vạn hữu dưới con mắt vô tướng để có thể thấy bản chất chân thật của vạn vật. Còn không thì chúng ta sẽ bị lừa gạt, sẽ khổ đau do con mắt hữu tướng đem lại, bởi vì con mắt hữu tướng chỉ thấy được hiện tượng hư vọng mà không thấy được bản thể chân thật của vạn sự, vạn vật.